Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với Xe Hay. Và ngày hôm nay thì chúng tôi đang có mặt ở cái buổi lễ ra mắt của VinTaxi Xanh SM. Hôm nay mới là ra mắt chính thức. Ngày hôm trước thì tôi có một cái video ngắn chia sẻ cùng với mọi người về taxi này rồi, với cả tài xế. Nhưng ngày hôm nay thì sẽ là cái buổi mà thương hiệu Xanh SM của VinFast chính thức ra mắt thị trường. Thì trên tay tôi bây giờ đang là một cái tờ thông tin báo chí dành cho dòng xe này. Tức là ngày hôm nay ở đây thì VinFast họ sẽ cho ra mắt là 500 xe E34 đến thị trường, và vào khoảng 100 xe VF8 ra mắt thị trường luôn, cũng là chạy taxi. Thì ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu qua với mọi người là thế tổng cộng là taxi VinFast nó có mấy kiểu. Đầu tiên ấy thì cần phải làm rõ là sẽ có hai hình thức nhá. Một là đối với cả hình thức di chuyển bình thường, nôm na là taxi giá bình thường ấy, là có chiếc E34 kia, và sắp tới là chiếc VF5, một mẫu xe điện cũng cỡ nhỏ. Và với hai cái mẫu xe này thì chúng ta sẽ có được một cái mức phí cước di chuyển ấy, nó khá là rẻ. Tức là nói chung là nó tương đương với cả một chiếc taxi truyền thống, dao động vào khoảng từ 14.000 trên 1 km, và từ km thứ 26 trở đi là 12.000. Còn đây này, chiếc VF8 cũng sẽ được lấy làm phương tiện ở trong cái VinTaxi luôn. Nhưng có điều là chiếc VF8 này nó sẽ ở một cái level cao hơn, tức là phục vụ một cái đối tượng khách hàng nó cao hơn một tí. Tức là nó sẽ chỉ đỗ ở khách sạn này hay sân bay, tức là những cái địa điểm mà cần cái sự sang trọng. Và cái mức cước của chiếc VF8 này nó cũng sẽ cao hơn so với cả chiếc E34 và chiếc VF5. Cụ thể ở đây mình đang nhìn là với chiếc VF8, tức là định vị là Luxury Car, thì chúng ta sẽ có mức phí là 21.000 trên xuyên suốt chặng đường, chứ không có tính từ km 26 gì đâu. 21.000 đối với cả chiếc xe này. Đây là một cái gọi là Luxury Car, một cái phân nhánh để gọi là cao cấp hơn so với cả E34 và chiếc VF5. Ngoài ra có một cái này mình cũng muốn bật mí mọi người, đó chính là theo thông tin mà mình có được ấy, thì tài xế lái chiếc VF8 cũng sẽ có lương cao hơn so với cả chiếc E34 và chiếc VF5. Chiếc E34 và VF5 ấy là loanh quanh khoảng 11 triệu. Thì chiếc này loanh quanh là thêm 2 triệu nữa là khoảng 13 triệu. 13 triệu ở chiếc này, tài xế. Nói chung là một cái mức lương mà mình nghĩ là ổn đấy. Thực sự là nó rất là ổn đối với cả anh em tài xế. Mình thì mình chưa làm tài xế taxi, nhưng mà mình cũng có tham khảo những anh em chạy taxi khác thì cũng nhận được câu trả lời là như thế, là một cái con số mà gần như là chưa có hãng taxi nào ở Việt Nam họ đưa ra được cho người tài xế. Ổn mà, 13 triệu. Nhưng mà có điều là cái đầu vào của lái xe chiếc VF8 ấy, nó cũng sẽ gắt hơn so với cả chiếc E34 hoặc chiếc VF5. Cụ thể là cần phải có ngoại hình và cao trên 1m7, kiểu như thế. Thì các bạn có thể đăng ký làm tài xế của chiếc VF8. Đó, 13 triệu. Còn chiếc E34 và chiếc VF5 là vào khoảng 11 triệu. Một mức lương khá là ổn. Đấy là về cái câu chuyện về khía cạnh tài xế. Tiếp theo là về những gì mà khách hàng, tức là chính người dân của chúng ta có được ấy. Thì sau cái buổi trải nghiệm hôm trước ấy, thì mình có một cái là như thế này. Đầu tiên là đối với cả phần gọi xe đi, thì có khá là nhiều cái gọi. Một là chúng ta có thể liên hệ tổng đài 1900 2088, nếu mình nhớ không nhầm ở trên kia, 1900 2088. Hai là các bạn có thể down app taxi của Vin. Đây, ví dụ app này Taxi Xanh SM, hoặc là dùng chung nền tảng với cả Bi mà chúng ta vẫn hay gọi ấy. Đó, thì đó là cách thứ hai. Còn cách thứ ba là chúng ta có thể vẫy trực tiếp như taxi truyền thống, tức là nó khá là linh hoạt trong cái khía cạnh gọi xe. Tiếp theo là về phần thanh toán thì chúng ta có thể thanh toán bằng tiền mặt này, thanh toán bằng thẻ này, bằng chuyển khoản này. Đấy, nói chung là cũng tương đối là nhiều cách thanh toán, nó không bị giới hạn như ngày xưa. Nhiều khi anh em đi không mang tiền mặt, nhất là kiểu các thế hệ trẻ như anh em mình ấy. Có một cái nữa đó chính là cái tính tiền. Thì so với cả taxi truyền thống thì taxi xanh SM của Vin ấy có một cái mà mình thấy khá là ổn. Đó chính là cái cách nhà sản xuất, tức là cách cái đơn vị họ đưa ra cái bảng giá cho người sử dụng ấy. Tức là nôm na là nó giống hệt như so với việc là các bạn đi một cái taxi công nghệ. Chúng ta đặt từ điểm A đến điểm B là nó sẽ ra luôn cái cước chuyến đi của chúng ta, chứ không phải là chúng ta như taxi truyền thống đi bao nhiêu tính tiền bấy nhiêu. Như thế là đôi khi là thành dở, vì đặc biệt trong trường hợp mà chúng ta không phải là người ở địa phương này mà chúng ta đi, nhiều khi là ngày xưa là anh em hay có cái tình trạng gọi là bị mua đường ấy. Thì đấy, thì đấy là một số những cái mà
taxi Vin SM bây giờ đang giải quyết khá là tốt. Còn sau này nó như thế nào thì chắc là có thể là phải để thời gian trả lời. Nhưng trước mắt là mình thấy cái quy trình và cái cách mà taxi Vin hoạt động khá là ổn. Thực sự là nó chan hòa được cái lợi ích cho cả cái người lái xe lẫn cái người sử dụng là người dân mình. Đó. Đó, ngày hôm nay thì ở đây thì có rất nhiều những cái chiếc xe xanh của Vin SM từ E34 đến VF8. Nhiều lắm, nói chung là rất nhiều. Sắp tới đây thì còn có cả chiếc VF5 cơ. Thì không biết mọi người thấy sao về cái chương trình taxi này của Vin thì có thể để lại comment ở phía bên dưới nhá. Còn mọi người nếu mà còn tò mò thì mọi người có thể hoàn toàn trực tiếp đi thử xem nó như thế nào. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. 3, 2, 1, xin chúc mừng. Và thưa quý vị, hãy dành những chào vỗ tay thật lớn và nồng nhiệt để chúc mừng cho hãng taxi thuần điện đầu tiên tại Việt Nam Xanh SM chính thức được khai trương và đi vào hoạt động kể từ ngày hôm nay.